VA, tức là một VA thì nó là một cái tổ chức liên quan, nó nằm ở vòng mũi của họng. Cái họng của mình chia làm ba phần, một là họng mũi, thứ hai là cái vùng họng hầu, thứ ba là vùng họng thanh quản. Nó chia làm ba đoạn như thế. Thì VA nó nằm ở họng mũi, tức là nó nằm ở phần trên cao nhất. Và khối VA này nó thường bị viêm khi mà trẻ bắt đầu khoảng 12 tháng tuổi, tức là 12 tháng là em bé nó đã biết tiếng mùi đời rồi đó, là bắt đầu cái VA này nó bị viêm nè. Và khi mà viêm VA này nhiều quá mà không điều trị đúng á, VA này nó sẽ rất là to và nó làm cho nghẽn thì tắc nghẽn cái đường thở của bé. Điều chứng điển hình nhất là em bé thường hay là kịch cả và nghẹt mũi. Và thông thường bà mẹ sẽ than phiền đó là ban đêm con nằm ngủ nó thở rất là mệt và nó hay khò khè. Và cái khối VA này bởi vì á, là nó là một cái tổ chức lympho nên nó sẽ có cái vai trò trong miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào, tức là nó làm cho cái cơ thể mình hình thành những cái phản ứng miễn dịch để chống lại bệnh tật sau này. Đây là hình giải phẫu mũi ở phía trước ha, đây là mũi, đây là họng. Và khối VA thì nó nằm ngay ở đuôi mũi sau, đây là đuôi mũi trước đây và đây là đuôi mũi sau, nó nằm ở phía sau và nó nằm ở phía trên của cái họng. Bởi vì nó nằm ở vị trí ở phía sau phút như thế này nên là khi mà cắm họng mình sẽ không thấy được cái VA. Và khi mà cắm mũi cũng vậy đó, mình khi mà mình nội soi vào thì mình mới thấy được cái khối VA nằm phía sau này. Còn là đối với họng á thì phải có một cái gương phản chiếu lên, tức là mình phải đúc một cái gương còn sát ở bên đây để cho cái góc gương nó phản chiếu lên thì mình mới thấy được cái hình ảnh của VA, tức là nằm phút ở phía sau. Và mô tả cái khối VA này khi mà nó bị đại lên á thì nó sẽ có hình như một cái chùm dâu vậy đó, tức là nó sẽ có nhiều cái muốn chồng 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 như thế này, nó hợp lại với nhau. Và đây là một cái biểu đồ và phát triển của một khối VA, tức là từ 3 tuổi này cho tới 6 tuổi thì cái khối này nó, khi mà đối với những trẻ mà viêm mạng tính á thì từ 3 đến 6 tuổi nó sẽ tăng dần cái kích thước viêm về lên và sau đó nó sẽ thoái hóa từ từ cho tới 12 tuổi. Và sau đó sau 12 tuổi trở đi thì cái khối này nó sẽ giảm dần kích thước và nó trở về gần như là không quan sát được nữa, và mãi cho tới năm 18 tuổi, tức là ở cái độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi á, thường ta gọi là nước mũi thò lò đó. À, đó là do cái khối VA này nó làm cho trẻ nước mũi thò lò, tại vì nó nằm ở phía sau mũi nên tại vì nó nằm ở phía sau này nè nên bao nhiêu là nước mũi này nọ nó tiết ra thì nó sẽ không chảy về phía sau mà trẻ đã bị chảy về phía trước. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái khối này nó nằm ở phía trên họng nên khi mà viêm á thì dịch tiết nó sẽ rớt xuống họng và em bé nó hay bị sạc nhiều. Và sau 18 tuổi nếu mà VA mà mình khám trên lâm sàng nội soi thấy vẫn còn á thì gọi là VA tồn lưu. Và cái khối VA tồn lưu sau 18 tuổi này nó có khả năng là khối má phát triển thành một ung thư sau này, nên là đối với 18 tuổi mà vẫn còn VA mà thấy to á thì tốt nhất là nên có chỉ định là VA. Và đây là một bệnh gọi là bệnh thích ứng. Lý do khi mà viêm như vậy á, mỗi lần VA viêm cho cái CV, tức là bắt đầu là cái vi trùng vi khuẩn tàu xâm nhập vào cơ thể thì cái khối VA nó sẽ viêm lên, và mỗi lần viêm như vậy là cơ thể sẽ hình thành những cái phản ứng miễn dịch để mà tạo ra kháng thể chống lại bệnh. Và như vậy những cái phản ứng mỗi lần bệnh tạo ra kháng thể để nâng cái sức đề kháng lên thì nó gọi là bệnh thích ứng. Và về những cái bài học hôm nay của mình sẽ chia làm cấp và mạng. Thì VA này sẽ có là viêm VA cấp và viêm VA mạng. Viêm VA hay gọi là viêm họng mũi. Đây là một trường hợp, đây là những cái chuyện đầu tiên nói về viêm VA cấp hay là viêm họng mũi cấp. Các bạn nhớ VA nó nằm ở họng mũi, nó nằm phía trên nhất của cái vòng họng.
thì tác nhân của nó bị viêm thường hay là thường á là do virus, thì trong đó là rhinovirus chiếm 50%, còn lại là những cái loại virus khác. Ngoài ra thì cũng có vi khuẩn như là liên cầu, phế cầu, tụ cầu hoặc là có HI, nhưng mà thường nhất vẫn là virus. Và triệu chứng khi mà mỗi bé mà viêm với A cấp thì triệu chứng đầu tiên của nhớ bé là thường sốt, nhưng mà sốt này cũng là sốt vừa thôi, ít khi nào mà sốt cao trên 39 độ. Và khi mà mỗi lần cái khối VA nó bị đại lên thì bắt đầu em bé sẽ sổ mũi, chảy mũi nhầy, ngạt mũi và biết ăn khó bú. Khi mà khám thì chúng ta sẽ thấy được là cái dịch nó chảy từ mũi xuống họng, bởi vì chúng ta bởi vì nó nằm ở phía sau nên chúng ta không thể quan sát được trực tiếp cái khối VA, mà chúng ta chỉ có chuyện đó gián tiếp qua cái hình ảnh triệu chứng của nó thôi. Thì bởi bằng cách là từ chúng ta khi mà ăn trẻ há miệng ra thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng dịch chảy từ cổ xuống họng. Và triệu chứng thứ hai và triệu chứng khác đó là cái góc hàm nó bị sưng, tức là những em bé khi nó viêm, từ khi mà viêm những cái cơ quan của họng mũi họng nó viêm á, thì thường nó sẽ có cái hạch phản ứng, thì trong đó cái hạch góc hàm là hai vị viêm nhất. Bao lâu các bạn mà bị viêm họng thì các bạn cũng hay đau đau đây, tức là do hạch nó viêm phản ứng theo đó. Và cái khối VA này nó cũng liên quan tới độ tai, bởi vì á ngay ở chỗ cái khối VA thì nó sẽ có một cái vòi nhĩ, vòi aspirat, thì nó là cái đường mà thông từ mũi lên lỗ tai. Khi mà cái khối VA này nó bị viêm thì cái sự la viêm nó sẽ lan ra lên lỗ tai, và khi đó đôi khi là trẻ nó sẽ bị viêm đỏ màng nhĩ. Nhưng mà trong trường hợp này màng nhĩ nó lại không phòng và không có được. Đây là hình ảnh mà khi mà há miệng ra chúng ta thấy một cái dòng dịch đục, các bạn thấy không, dòng mũ cắn đây nè, dòng mũ cắn nó từ ở trên nó chảy xuống họng, thì nó nằm ở cái hình sau này, thì ở phía trên này là từ mũ chảy xuống, thì nhất là một cái dòng dịch từ mũ chảy xuống. Cái thứ hai nữa, đây là cái hạch góc hàm nó bị sưng và viêm, là trường hợp này là viêm nhiều. Và cái thứ ba nữa là khi mà soi và là khám màng nhĩ, chúng ta thấy cái màng nhĩ nó đỏ xung huyết, màng nhĩ đỏ xung huyết chúng ta có hiện tượng viêm, nhưng mà chúng ta không thấy màng nhĩ phồng hoặc là có ủ ở đây, nó chỉ mới đỏ viêm sưng xung huyết lên thôi. Còn bên đây là một cái hình ảnh màng nhĩ bình thường. Và diễn tiến thì viêm VA cấp thường nó sẽ giảm sau 4-5 ngày, tức là đây là một bệnh thường thường này, những sinh viên này nọ đó là những cái bệnh tự khỏi, thì thường thường sau 4-5 ngày hoặc diễn tiến là thường là 7 ngày thì bệnh nó sẽ tự khỏi. Nếu mà sau 48 giờ mà trẻ nó vẫn còn sốt cao á, tức là nó có cái xu hướng mà không giảm, tức là bệnh có thể nặng lên á, thì lúc này chúng ta cần phải cho trẻ và uống thuốc và kiểm soát những cái biến chứng. Thì biến chứng của viêm VA cấp nó bao gồm, thứ nhất là viêm khí phế quản, viêm phổi, tại vì cái dịch tiết nó chảy xuống hoài, chảy xuống họng, và sau đó thì nó gây viêm họng và tiếp tục nó lại lan xuống tiếp, thì nó sẽ viêm tới khí phế quản. Cái thứ hai nữa hồi nãy giống như đó là cái phổi này nó liên thông với lỗ tai, và biến chứng của nó là những cái thạch son, nên là viêm VA nhưng mà nặng lên nó thể gây ra viêm tai giữa và viêm son. Và hồi nãy mình thấy là cái dịch hồi nãy là nó chảy á, thạch son họng đúng không, cái dịch trắng hồi nãy á, thì cái dịch đó cũng có thể gây viêm họng và gây áp xe thạch son họng, hoặc là viêm tấy cái thạch cổ như là hình ảnh hồi nãy mình thấy. Nhưng mà đó là những cái dịch biến chứng mà nó ít gặp thôi. Và đối với những cái trẻ nhỏ từ 1-2 tuổi á, khi mà sốt cao quá thì nó sẽ phá sốt cao co giật đó, và cái sốt cao co giật này nó tùy trẻ. Một khi mà trẻ đã bị sốt cao co giật rồi thì phải chuẩn bị tâm lý là không để cho những trẻ này sốt cao, tại vì cứ sốt cao lên khoảng 39-40 độ là các em sẽ bị co giật, mà thường thường diễn tiến tới 6 tuổi là nó mới phát sinh những triệu chứng này. Về điều trị của viêm VA cấp thì chúng ta bao gồm là thuốc dịch mũi. Thứ hai nữa là rửa mũi bằng nước thuốc sinh lý, tức là thuốc rửa mũi cho bé. Và nếu mà bé mà nghẹt mũi quá đi, tức là cái
dài này sẽ bị tệ một phút. Tức là khi mà xài kéo dài hoài, các bạn không xài kéo dài là nó sẽ bị nghẹt. Mà phải nhỏ thì lúc đó nó không bị nghẹt. Và khi mà có dấu hiệu bỏ nhiệm, thường là chỉnh trong viêm VA hoặc là viêm phổi cấp thì đó chỉnh đó là trắng trong. Đó, khi mà chỉnh chuyển sang màu vàng hoặc là nâu hoặc là xanh đó, thì đó là có dấu hiệu bỏ nhiệm, thì lúc này chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh. Đó là viêm VA cấp. Còn nếu mà viêm VA mạng thì sao? Viêm VA mạng tức là viêm VA mà cấp tính nhưng mà điều kiện không đến nơi đến chốn và nó kéo dài trên 4 tuần, hoặc là nó có nhiều cái đợt viêm tái đi tái lại trong một năm. Và viêm VA quá phát thì đôi khi một số trẻ cái VA nó rất là to nhưng mà nó không có gây cái triệu chứng nhưng mà to chỉ to nhưng mà cũng độ vừa phải thôi, không có đến nỗi gây kích tắc và trẻ vẫn bình thường thì cũng không cần phải tiêm. Chỉ cần là khi mà VA nó to quá gây kích tắc, tức là ảnh hưởng đến sự thông khí thì lúc này cần phải can thiệp. Đây là cái hình ảnh phân độ của VA. Đây là cái hình ảnh nội soi, khi mà chúng ta nội soi từ mũi vào thì chúng ta thấy đây là cái khối VA đây. Và có bốn phân độ của VA là độ 1, đây là độ 2, đây là độ 3, đây là độ 4. Độ 1 tức là chúng ta nhìn thấy đây là cái khối VA, còn đây là cái đường mũi sao này. Thì độ 1 là cái khối VA này chiếm bé hơn 25% cái diện tích của đường mũi sao. Độ 2 á, là chiếm khoảng 50% diện tích của đường mũi sao. Và độ 3 là bắt đầu nó lớn hơn 50%. Và cái độ 4 là nó tích gần như hoàn toàn cái đường mũi sao. Đây là độ 4. Các bạn thấy là nó có những cái tùy tròn tròn như thế này. Tại vì đây là cái hình ảnh của VA. Chúng ta để ý để một lát chúng ta sẽ phân biệt với một cái hình ảnh thời sự chúng ta ung thư vòm. Tại ung thư vòm nó cũng vị trí này, nhưng mà cái hình ảnh nó sẽ khác. Rồi, bây giờ trên lâm sàng khi mà bị viêm VA thì nó sẽ có cái tâm chính mục đích tắc. Tức bao gồm thứ nhất là VA to quá, thở mũi không được, bé sẽ thở bằng miệng. Cái thứ hai nữa là uống ngái. Cái thứ ba là có rối loạn phát âm kiểu giọng mũi kính. Giọng mũi kính nó như khi mà bịt mũi như thế này, cái giọng này gọi là giọng mũi hắt. Tức là cái mũi nó bị nghẹt đi. Và nếu mà nặng quá thì trẻ có thể yếu là ngưng thở và khi ngủ. Và triệu chứng chảy mũi thường xuyên, chảy nhẹ họng và ho kéo dài. Như đó là khi mũi chưa sạch là đang gặp cái viêm VA này nè. Và có một cái nữa là một cái bộ mặt VA, tức là khi mà trẻ bị thở bằng mũi thông, mỗi ngày khi mà thở bằng mũi không thông thì trẻ buộc phải thở bằng miệng. Thở bằng miệng thì kéo dài nó sẽ gây ra cái biến dạng của cái khuôn mặt, nó hình thành một cái bộ mặt gọi là bộ mặt VA cho thở miệng kéo dài. Đây là cái hình ảnh mà cái khối VA mà nó to quá nó bứt tắc ở cái vùng sau, đây là mũi nè. Đi trong khi đi tới đây thì gặp một cái khối VA to nó gây bứt tắc đó. Và bắt đầu buộc phải thở bằng miệng. Đây là một cái hình ảnh của bộ mặt VA. Bao gồm thứ nhất là mũi tẹt sáng dầu, thứ hai là cái vòm của cái nó nhô cao, răng hàm ra nó phẫu. Tại vì khi mà thở miệng, há miệng thở ra ngoài thì cái nó làm biến dạng cái khuôn răng đó. Và do cái không khí cung cấp không đủ nên là thường thường trẻ là cái vẻ mặt nó kém tinh tinh, và do đêm ngủ không có ngon giấc. Giống như mà bữa nào cũng mà không đủ giấc á, sáng ra mặt bạn mình nhìn mặt đó, nó mặt ngu ngu quá. Rồi để mà chiến đấu viêm VA thì bao gồm tổ điện nhất là cái soi của mũi sao. Đây là một cái gương soi thì nó giống như cái gương mà các bạn dùng để khám răng vậy đó, nhưng mà mục đích là để khám cái cửa mũi sao. Xong cách đây là cái họng,
bệnh nhân khá mình to ra và mình để cái gương nó chạm vào cái thành sa mỏng và cái góc nó sẽ có một cái góc phản chiếu thế này để là quan sát được phía trên. Đây là ở đây qua gương và nó sẽ đi ra ngoài và mình chạm ở đây. Đây là cả PA qua gương. Đây qua gương và mình thấy ở phía trên này cái khối PA ở hai bên. Đây khối PA ở hai bên. Còn bây giờ hiện tại hơn thì chúng ta sử dụng nội soi. Sử dụng các nội soi thì vào thì chúng ta sẽ thấy trực tiếp được cái hình ảnh của cái PA này. Và ngoài cái nhìn hơi trực tiếp rồi thì chúng ta còn một cái hình ảnh khác là x-quang của nghiêng. Đây là hình ảnh x-quang của nghiêng. Đây là các bạn thấy cái trần sàn này, cái góc 45 độ này nè, mình thấy ở đây là góc, còn ở vị trí này thấy có hình ảnh một cái bóng mờ ở đây, cái mũi vuông tròn này không ạ. Đây là hình ảnh của cái khối VA ở vị trí đó, mình thấy VA ở vị trí và đây là cái đường thở của mình. Còn bên đây thì mình sẽ không có thấy. Thì những em bé có khi nó nhỏ quá đi, có 2-3 tuổi nội soi rất khó thì mình sẽ dựa vào cái chức quen để chẩn đoán viêm PA. Thì đa số các bệnh bé ở những đầu muốn chẩn đoán viêm PA thì sẽ chụp chuyên của viêm này, coi cái khối PA này có nhận phát PA to ở đây không. Còn đây là hình ảnh trên CT scan, đây là hình ảnh gương mũi sao, đây là gương mũi sao đây, đây là bên trái, còn đây là bên phải và hình ảnh đây là hình ảnh khối VA nó bứt tắc gần như là bốn hoàn toàn cũng như sau. Đây là VA to được bốn này. Về biến chứng khi mà viêm VA kéo dài và VA quá to thì nó sẽ biến chứng gây viêm tai giữa, và trong đó thì viêm tai giữa thứ dịch hoặc là viêm tai giữa đặc, thì giống như hồi nãy nói rồi. Cái PA nó nằm ở vị trí này và nó có một cái vòi lá xóa, nó thông từ mũi lên lỗ tai, tức là từ không khí lên. Tại vì khi mà nó to quá nó bít tắc cái đường không khí đó đi, và thứ nhất là bít tắc đường không khí đó, cái thứ hai là nhiễm trùng ngược dòng di chuyển lên trên thì nó gây ra hiện tượng viêm tai giữa. Viêm sau dĩ nhiên rồi, tại vì mũi sau nó ở phía trước ngay phía đó rồi và có thể gây viêm họng, gây áp xe và sơ họng. Và khi mà dịch nó chảy xuống nhiều xuống dưới nữa thì nó sẽ gây viêm thanh quản và gây sự ảnh hưởng đến tầng sau mặt, giống như là bộ mặt PA mà. Về điều trị thì khi mà chúng ta đánh giá là bắt đầu có bội nhiễm rồi thì chúng ta sử dụng kháng sinh. Nếu như nhắc lại là bội nhiễm là khi mà dịch tiết đổi màu vàng, màu xanh, màu nâu v.v. đó, và kháng sinh thường sử dụng tại vì VA này nó liên quan đến trẻ em nên thường sử dụng là đầu tiên nhất là oxycodone hoặc là erythromycin trong 7 ngày và sau 3 ngày sử dụng thuốc thì chúng ta bắt đầu đánh giá lại, nếu mà thấy không có đáp ứng hợp sàng thì chúng ta sẽ đổi sang nhóm cefalosporin bao gồm cefaclor hoặc là cefuroxim hay là cefalosporin thế hệ thứ hai. Và kèm theo đó là sẽ hỗ trợ đi mặt cầm, nhỏ mũi, rửa mũi bằng nước muối sinh lý 9/1000. Và đối với những trường hợp biến chứng, chúng ta đánh giá là biến chứng thì có chỉ định ngoại khoa là phẫu thuật não VA. Và phẫu thuật não VA nó sẽ có những chỉ định như thế này. Thứ nhất là viêm VA mạng, tức là khi mà bị chảy mũi thì VA nó đi trở lại trên 4 lần một năm, hoặc là viêm nó kéo dài trên 3 tháng dùng điều trị nội khoa đã tích cực rồi, hoặc là có biến chứng như là viêm tai giữa mạn hoặc là viêm xoang mạn trên nền viêm VA. Và cái chỉ định cuối cùng là VA nó quá phát, nó gây bít tắc cái đường thở trên và gây khó thở. Và trong quy định đối với những cái trẻ mà có trẻ còn ổ cá dưới niêm mạc, vì khi mà ổ VA
nó có thể gây gaxi họng màng hầu sau phẫu thuật. Và nếu cần thiết thì chỉ đạo là một phần hai trên mà thôi. Và hoặc là ở bệnh nhân mà có khi mà trước phẫu thuật á, thông thường sẽ có một cái lọ xét nghiệm chứ không phải bao gồm công thức máu nè, chức tiểu, chức năng gan, thận, đường huyết vân vân. Thì trong đó là nếu mà xét nghiệm ra thấy công thức máu hemoglobin dưới 10 gram trên 100 ml hoặc là HCT bé hơn 30% thì đó là trong chỉ định. Hoặc là đang trong một đợt viêm mũi họng cấp thì chúng ta cũng không có tiến hành phẫu thuật. Và nếu mà có chích ngừa tại liệt thì chúng ta phải đợi sau đó là chúng ta 6 tuần. Và đáng tốt là ở những bệnh nhân có bệnh tâm thần không kiểm soát được, như những bệnh về chậm phát triển tâm thần trí tuệ vân vân. Giống như để nói lại, giống như một cái diễn tiến bệnh thông thường ở bệnh ở mũi á, đầu tiên là khi mà bị nhiễm virus thì đầu tiên là triệu chứng bệnh viêm mũi trước đó, bắt đầu là VA, có VA này đó to lên và nó bắt đầu nó tiết dịch ra. Và cái dịch tiết đó là cái dịch tiết mang lại bệnh. Bắt đầu khi mà dịch tiết này nhiều, nó xuống họng thì nó bắt đầu nó gây viêm họng. Và tiếp tục từ họng này đó, nếu mà bệnh tiết dịch nữa nó sẽ lan xuống phía cái quản và lan trên phổi. Đó, bởi vì thông thường một cái bệnh hô hấp là đầu tiên là chạy đến mũi trước, bắt đầu sốt, sau đó bắt đầu ho ra họng, tiếp tục là ho hoặc là nhiều. Và khi mà diễn tiến thôi và tới lúc đó là tới phổi rồi, là tới phổi này nếu mà điều trị tốt thì bắt đầu bệnh sẽ khó luôn, khỏi bệnh hoàn toàn. Đó là